Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh của Viettel Store TV. Các bạn có đang sở hữu một chiếc iPhone cũ có hiệu năng giảm do bị cháy pin hay không? Đối với tôi thì tôi đang sử dụng một chiếc iPhone 6 có độ cháy pin là 25%. Điều này khiến cho những tác vụ của chiếc điện thoại cực kỳ khó chịu. Và các bạn thực sự muốn thay pin nhưng lại lo sợ những cơ sở không uy tín và có thể luộc mất đồ của bạn trong khi thay. Đó là chưa kể nguồn gốc của những viên pin kia thường không đảm bảo an toàn và không có xuất xứ rõ ràng. Nếu tất cả những điều này đang là vấn đề lo ngại của bạn thì xin đừng lo, hãy theo dõi video sau đây để tìm được câu trả lời của bạn. Tất cả các pin sạc đều là linh kiện tiêu hao nên hiệu năng của pin sẽ giảm do quá trình lão hóa hóa học, dẫn đến khả năng lưu trữ năng lượng của pin giảm sút và viên pin bị cháy dần. Thời gian và số lần pin được sạc không phải là những yếu tố duy nhất trong quá trình lão hóa hóa học này. Apple cho rằng họ không muốn bạn bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng hay một khoảnh khắc trong cuộc sống khi bạn quay phim. Chính vì vậy, việc hiệu năng giảm là để tăng thời gian sử dụng cho thiết bị của bạn. Nếu việc giảm hiệu năng không khiến bạn hài lòng, thì các bạn có thể update lên iOS mới nhất để cải thiện phần nào vấn đề đó. Bản cập nhật mới này có những tính năng mới nhất cho phép người dùng thấy rõ hơn tình trạng pin của iPhone. Chính nhờ vậy mà người dùng có thể tự đánh giá tình trạng pin có ảnh hưởng đến hiệu năng của thiết bị hay không. Tuy nhiên, lời khuyên vẫn là bạn nên thay cho thiết bị của mình một viên pin mới. Đây là cách mà không được đa số người dùng lựa chọn bởi chứa đựng quá nhiều rủi ro. Các bạn sẽ phải có một bộ công cụ chuyên nghiệp để mở máy. Ngoài ra, bên dưới viên pin là một lớp keo mỏng để cố định. Hãy khéo léo lấy lớp keo đó và dán lại bằng một lớp keo mới trước khi đóng lại nhé. Nếu bạn không có sẵn các công cụ trong tay và không tự tin vào khả năng của mình thì tốt nhất là đừng nghĩ đến cách làm này. Hiện nay, có rất nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ thay thế pin iPhone với mức giá khá là dễ chịu. Nhiều nơi có thể cam kết thay pin lấy ngay cũng rất là dễ dàng. Tuy vậy, nguồn gốc của những viên pin này lại không rõ là gì và đảm bảo những viên pin có phải là chính hãng hay không. Ưu điểm của cách làm này là các bạn có thể tiết kiệm được khoản tiền kha khá so với việc đưa đến các trung tâm chính hãng, đồng thời thì cũng sẽ được bảo hành trong một thời gian nhất định. Tuy vậy, cách làm này không thể đảm bảo đến mức độ an toàn về lâu về dài. Đó còn là chưa kể những trục trặc phát sinh gặp phải khi các bạn lỡ trao gửi cho những tay thợ đang học nghề. Nhận ra được nhu cầu rất lớn từ khách hàng, Apple đã tổ chức chương trình giảm giá đặc biệt khi thay pin iPhone chính hãng tại các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple. Theo đó, Apple giảm giá ngay 1.310.000 đồng khi thay pin iPhone đã hết hạn bảo hành, từ 2.039.000 xuống chỉ còn là 729.000 đồng cho bất kỳ ai đang sử dụng iPhone 6 hoặc các phiên bản cao hơn cần thay pin cho điện thoại của mình. Để nhận được hỗ trợ chính hãng của Apple, các bạn hãy đưa iPhone của mình đến trực tiếp các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple hoặc các siêu thị Viettel Store trên toàn quốc. Và một lưu ý nhỏ nhỏ mà các bạn cần phải chú ý đó là để nhận được chương trình khuyến mãi này thì chiếc iPhone của bạn phải đang sử dụng pin chính hãng và chưa được sửa chữa bên ngoài. Và bạn thấy chính sách thay pin chính hãng của Apple giảm giá như này ra sao? Bạn có quan tâm đến chính sách giảm giá thay pin của Apple hay không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới cho Viettel Store được biết nhé. Và cũng đừng quên like cái video này và subscribe cho kênh của Viettel Store. Còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Vừa xem video của Viettel Store, nhà mạng bán điện thoại số 1 Việt Nam. Để xem được nhiều những video hay hơn và hấp dẫn hơn thì đừng quên subscribe cho channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.